Thưa quý vị và các bạn, đầu năm nay Hải Phòng là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện thu phí hạ tầng cảng biển và ngay lập tức vấn đề này đã chứng tỏ sức hút đặc biệt quan trọng với dư luận, nhất là đối với các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu. Những thắc mắc của doanh nghiệp trong chương trình hôm nay sẽ được chuyển tới ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hải Phòng. À cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình. Thưa ông Nguyễn Văn Thành, từ đầu năm 2017 vấn đề thu phí hạ tầng cảng biển ở Hải Phòng đã trở thành vấn đề nóng nhất là đối với các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu. À, một câu hỏi chung mà nhiều người dân, nhiều doanh nghiệp đặt ra là quy định thu phí này có đúng pháp luật hay không? Mà ở đây người ta có nhắc đến cả pháp luật Việt Nam và các quy định của quốc tế. À, vậy xin ông cho biết câu trả lời chính thức về vấn đề này ạ. À? Phí cảng biển này cũng đã được quy định trong luật phí và lệ phí đã được Quốc hội ban hành năm 2015 và có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2017. Hải Phòng là địa phương đầu tiên trong cả nước xây dựng cái phí cảng biển này bởi vì giữa quản lý nhà nước và doanh nghiệp bao giờ cũng có những cái mâu thuẫn trong công tác quản lý. Như vậy cũng sẽ là một cái điểm mà để nhiều doanh nghiệp cũng như là nhiều địa phương rất là quan tâm. Thế và cái phí cảng biển này thì chúng tôi cũng đã nghiên cứu ngay từ khi luật phí và lệ phí ra đời và cùng với sự chỉ đạo của chính phủ và bộ tài chính thì ủy ban nhân dân thành phố đã giao cho sở tài chính và các ngành cục thuế giao thông vận tải hải quan để tham mưu xây dựng cái đề án này và chúng tôi cũng đã kịp thời tham mưu đề xuất với ủy ban và trình hội đồng nhân dân thành phố và ban hành thực thi đúng cái thời gian quy định của luật theo chỉ đạo của chính phủ cũng như của quốc hội. Thưa ông, một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu có phản ánh như sau. Từ khi áp dụng quy định thu phí hạ tầng cảng biển, thủ tục thông quan nộp phí tại cảng Hải Phòng mất nhiều thời gian và trung bình thì tăng thêm khoảng 1/2 ngày so với trước kia. Gần 20% doanh nghiệp sau khi thực hiện xong thủ tục đều rơi vào cuối giờ chiều, họ phải thuê thêm kho bãi để lưu hàng đến sáng hôm sau làm tiếp. À, điều này phải chăng là đi ngược lại với những nỗ lực về cải cách thủ tục hành chính cải thiện môi trường kinh doanh thì xin hỏi ông là trong thời gian tới sẽ có biện pháp gì để giải quyết được tình trạng trên ạ Vâng có thể nói cái phí này chúng ta triển khai từ đầu năm 2017 thì cái thời gian như phản ảnh của các doanh nghiệp tôi cho rằng cũng chưa chính xác có thể một hai ngày đầu là còn chưa quen với người thực hiện thu phí cũng như là doanh nghiệp đến nộp phí. Nhưng sau đó chúng tôi cũng đã có những cái hướng dẫn cụ thể đối với đơn vị thu phí và cải tiến được cái thời gian thu phí. Và hiện nay thì chúng tôi cũng đã thực hiện áp dụng cái phần mềm thu phí và thời gian chỉ còn 1 đến 3 phút một bộ hồ sơ. Như vậy là và doanh nghiệp có thể từ cơ quan mình có thể nộp phí qua hệ thống phần mềm đó. Và cái này chắc chắn là cũng sẽ được cải tiến rất là nhanh hơn nữa nếu mà Bộ Tài chính cũng cho phép các cơ quan thu phí Hải Phòng được kết nối với một phần cái dữ liệu của Hải quan thì cái chắc chắn là cái việc thủ tục về cái thu nộp phí này không ảnh hưởng đến quá trình xuất nhập khẩu hàng của doanh nghiệp tại cảng Hải Phòng trong cái thời gian tới. À, một số doanh nghiệp Nhật Bản có nêu ý kiến, thông lệ thì người ta phải đầu tư trước rồi mới thu phí sau. À, còn ở trường hợp quy định thu phí hạ tầng cảng biển ở Hải Phòng thì ngược lại, tức là địa phương lại tăng thu phí để rồi lấy tiền mở rộng đường vào cảng. Vậy theo ông đây có phải là cách hiểu đúng hay không ạ? Cái chi phí thì không phải chúng ta chỉ để đầu tư xây dựng mới những cái tuyến đường đó mà cái chi phí này là chúng ta bù đắp một phần những cái chi phí đã bỏ ra để duy tu, bảo dưỡng và vận hành những cái hệ thống đó và kể cả chúng ta cung cấp thêm những cái dịch vụ ngoài cái kết cấu hạ tầng giao thông chúng ta đang phải sử dụng cái ngân sách địa phương để bổ sung cho nó ví dụ như là điện chiếu sáng vệ sinh môi trường rồi thoát nước đó là những cái dịch vụ công mà ngân sách thành phố đang phải chi ra thì như vậy cái thu phí này chúng ta bù đắp vào những cái chi phí chúng ta đã bỏ ra chứ không phải chúng ta thu phí mà để chúng ta làm mới các công trình như doanh nghiệp đã đang hiểu. À, một số người cho rằng quy định này đưa ra mức phí quá cao, à, có dấu hiệu là phí trồng phí. Thay vì chỉ bù đắp cơ bản chi phí liên quan hạng mục phí. Liệu trong thời gian tới thành phố có xem xét việc giảm mức phí hay không ạ? Đánh giá là thu phí quá cao thì chưa đúng bởi vì đây Hải Phòng là địa phương đầu tiên thu cái phí này, do vậy cũng chưa có cái bước so sánh nào với lại địa phương khác. Và cái thứ hai nữa ở đây tôi cho rằng phí trồng phí là hoàn toàn là cách hiểu sai bởi vì đây là phí sử dụng cái kết cấu hạ tầng giao thông công cộng của nội đô thành phố hải phòng và cái phí mà các doanh nghiệp đang hiểu đó là cái phí trong các công ty kinh doanh cảng biển đó được quy định ở cái luật giá bây giờ thế và cái phí này là được quy định trong luật phí và lệ phí hệ thống cảng biển hải phòng có một cái tính đặc thù riêng bởi vì đó là các cảng nhỏ được kết nối bằng hệ thống giao thông nội đô hải phòng và toàn bộ các cảng nằm trong địa bàn hải phòng chúng ta gọi chung là cảng biển hải phòng do vậy các cảng kết nối với nhau bằng hệ thống giao thông nội đô và cái này sử dụng là ngân sách của địa phương do vậy cái thu phí này để bù đắp một phần chi phí cho ngân sách địa phương thành phố hải phòng là hoàn toàn đúng quy định pháp luật Câu hỏi tiếp theo có nội dung như sau: Tổ chức diễn đàn kinh tế tư nhân đưa ra một vài số liệu về tài chính. Năm 2017, Hải Phòng dự kiến đạt tổng mức thu phí cảng biển khoảng 1.500 tỷ đồng. À, nhưng trên thực tế có thể thu được ít nhất là 2.300 tỷ đồng. À, tuy nhiên, nguồn thu ngân sách trung ương sẽ giảm khoảng 20% do lợi nhuận doanh nghiệp giảm, giảm thuế thu nhập khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm. À ngoài ra, các doanh nghiệp còn phát sinh các chi phí hành chính, lưu kho, phạt chậm hàng, vay tiền của ngân hàng khoảng 15,2 triệu USD mỗi năm. Vậy theo ông, đây có phải là những con số phản ánh đúng thực tế hay không ạ? Và thành phố Hải Phòng mình có giải pháp nào giải quyết vấn đề này ạ? Đánh giá của một tổ chức kinh tế như vậy là cũng chưa hoàn toàn chính xác. Và những cái chi phí như hiệp hội đó tính toán tôi cho rằng cái đó là không xuất phát từ cái thực tế cái dự toán về thu phí cảng biển năm 2017 của Hải Phòng là 1.500 tỷ này các cơ quan chuyên môn của Hải Phòng trên cơ sở tính toán cái sản lượng hàng thông qua cảng biển Hải Phòng và cái mức tăng trung bình hàng năm là hoàn toàn chính xác và con số này chúng tôi xây dựng cái dự toán thu là phù hợp với cái điều kiện thực tế ở Hải Phòng cũng như là tình hình kinh doanh cảng biển trên địa bàn Hải Phòng những năm vừa qua thưa ông hiện nay có nhiều dự án trọng điểm của thành phố đang được triển khai. À, trong đó có các dự án giao thông phục vụ phát triển kinh tế và đời sống dân sinh. À, vậy xin được hỏi ông, nguồn vốn cấp cho các dự án này từ đâu và có ổn định để đảm bảo tiến độ hay không thưa ông? Vâng, trong năm 2017 thì chúng ta đang tập trung triển khai rất nhiều các công trình, trong đó là các công trình về kết cấu hạ tầng giao thông. Về những cái công trình trọng điểm thì các ngành kế hoạch đầu tư và tài chính đã và đang tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phố để triển khai bằng các nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung và cùng với đó là các nguồn thu khác và cái nguồn trái phiếu chính quyền địa phương rồi nguồn vay tổn ngân kho bạc và nguồn hỗ trợ từ ngân sách trung ương. Thế là chúng tôi xác định là những công trình trọng điểm đã được hội đồng nhân dân thành phố quy định trong cái nghị quyết năm 2016 thì cái nguồn vốn sẽ đảm bảo để triển khai các dự án đúng tiến độ được biết rằng việc thu ngân sách quý 1 năm 2017 của Hải Phòng tăng cao vậy điều này có tác động như thế nào đến kế hoạch chi của thành phố trong thời gian tới đặc biệt là cho các đối tượng chính sách người có công và các mục tiêu an sinh xã hội khác cùng với việc tăng thu ngân sách thì ngoài việc chúng ta đưa vào các kế hoạch đầu tư xây cơ bản cùng với đó thì cái việc chăm lo đời sống cho người dân tất cả cũng được hết sức quan tâm. Cụ thể như năm 2015 và 2016 thì các chế độ lo cho các người có công cũng như các đối tượng chính sách và các dịp lễ Tết đều tăng cao từ 3 cho đến 4 lần. Riêng năm 2016 thì chúng ta đã lo một cái Tết nguyên đán cho người dân và những người có công cũng như đối tượng chính sách tăng đến 5 lần. Kể cả những đối tượng là hộ cận nghèo mà trước đây chưa được đưa vào cái diện chúng ta tặng quà Tết. Chúng ta cũng đã đưa một cái mức quà tặng cho người hộ đối tượng cận nghèo là trung bình là 600.000 trên một đối tượng. Đây cũng là một cái mức cao trong các địa phương trên toàn quốc. À vâng, một lần nữa xin được cảm ơn ông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn quan tâm có thể gửi câu hỏi về hộp thư dân hỏi giám đốc sở trả lời a hải phòng gov vn hoặc gửi thư về địa chỉ chuyên mục dân hỏi giám đốc sở trả lời đài phát thanh và truyền hình hải phòng số 2 đường nguyễn bình hải phòng